hạ một sát, Diệp Thần con người đông lại một cái, đột nhiên điều động ám bia lực lượng, mở tới ám thần mạch, cũng thi triển ra đại mộ thần kiếm. Tới ám thần mạch mở một cái, nguyên phiến thiên địa, chính là rơi vào tuyệt đối đen nhánh bên trong, giống như là mãi mãi vĩnh đêm, không thấy được chút nào ánh sáng. Suy, một đạo kiếm khí tiếng xé gió, ở nơi này phiến vĩnh đêm trong bóng tối, nhô lên chém ra, mang mai táng thiên địa tinh không đáng sợ khí thế, chém thẳng hướng Ma Thiên Đế. Ma Thiên Đế ra mặt run lên, ở nơi này phiến vĩnh đêm hắc ám hạ, hắn hoàn toàn không thấy được Diệp Thần đại mộ thần kiếm thế tới. Ma cốt cũi, lấy này làm trận. Nguy cấp bên trong, Ma Thiên Đế bóp một cái thủ quyết, thi hài rắc rắc sát vang dội, từng cây một xương trắng rút ra động lực, nhanh chóng cấu trúc thành một cái cũi, đem hắn vững vàng bảo vệ ở trung tâm. Phịch, Diệp Thần đại mộ thần kiếm, mang dễ như bỡn uy thế, hung hăng đem vậy xương trắng cũi chặt đứt. Nhưng ở xương trắng cũi gãy lìa ngay tức thì, Ma Thiên Đế cũng là tinh chuẩn bắt được Diệp Thần kiếm khí thế tới. Lập tức huy động đen nhánh tinh ma kiếm, tranh đích một tiếng, gắt gao ngăn trở lớn mộ kiếm khí. Diệp Thần đại mộ thần kiếm, chính là 33 thiên thần thuật, truyền thừa từ mộ cung siêu nhất lưu kiếm pháp, một kiếm này mũi nhọn, đủ để chu diệt phổ thông tiên đế. Nhưng, Ma Thiên Đế thân thể, chỉ là thoáng lui về sau một bước, liền vững vàng ngăn trở lớn mộ kiếm khí, cũng không có bị đánh tan. Hắn chính là cổ ma thần, cho dù chỉ còn lại một món tàn hồn ý chí. Tu vi đạo uẩn vậy là vô cùng mạnh mẽ, cho dù là đại mộ thần kiếm, cũng khó mà đem hắn đánh tan. Hai kiếm đối lập, nhất thời rơi vào rằng co bên trong. Thằng nhóc, muốn giết ta, người tu vi còn chưa đủ. Ma Thiên Đế cười gằn một tiếng, tâm thần ngược lại là ổn định rất nhiều. Hắn tu vi hơi thở, muốn so với Diệp Thần cường hãn rất nhiều, như vậy rằng co cục diện, đối hắn rất có lợi. Chỉ cần thời gian trì hoãn đi xuống. Diệp Thần linh khí hao hết, chính là hắn giết ngược thời điểm. Đáng chết, còn đánh giá thấp hắn. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, vốn cho là bộc phát ra đại mộ thần kiếm, có thể đem vậy Ma Thiên Đế hoàn toàn mai táng, nhưng không nghĩ tới đối phương tu vi nội tình, lại là cường hãn như vậy. Hai người rằng co dưới, song kiếm dính chung một chỗ, cũng không ai có thể thoát thân, chỉ cùng thắng bại kết quả cuối cùng, cũng là sống chết kết quả cuối cùng thời điểm. Dần dần. Diệp Thần linh khí tiêu hao, tới ám thần mạch không cách nào duy trì, vậy vĩnh đêm che trời khí tượng, lặng lẽ tản đi. Hắn đại mộ thần kiếm uy lực, vậy đang không ngừng suy giảm. Tuyệt nhân cốc bên trong, Phù Đồ Huyền, Thuẫn Thiên Sơn, Tiểu Vũ các người, cảm giác được chiến đấu hơi thở, rối rít chạy tới. Khi bọn hắn thấy Diệp Thần và Ma Thiên Đế rằng co tình cảnh, đều là kinh hãi. Đại ca ca, Tiểu Vũ gặp Diệp Thần linh khí đang không ngừng suy kiệt. Trong lòng lo âu, lật đật chạy tiến lên, muốn trợ chiến. Nhưng, nàng tới gần một chút Diệp Thần và Ma Thiên Đế, liền cảm thấy có một cổ kinh khủng khí lưu, tập sát tới. Đó là Diệp Thần và Ma Thiên Đế đối lập tới giữa, tiết ra ngoài ra hơi thở, hòa lẫn đại mộ thần kiếm cùng cổ ma thần uy áp, uy năng đáng sợ, thậm chí đủ để vặn cổ vậy vô lượng cảnh hậu kỳ cường giả. Ai yêu? Tiểu Vũ gặp phải cổ khí lưu này đánh vào, lập tức bị thổi bay ra ngoài. Quăng mạnh xuống đất, vậy thua thiệt được nàng huyết mạch cường hãn, cũng không có bị thương. Đám người thấy một màn này, đều là kinh hãi, rối rít lui về phía sau, e sợ cho gặp ảnh hưởng đến. Hi hi, thằng nhóc, người huyết nhục, cuối cùng là muốn lâm vào là ta tế phẩm. Ma Thiên Đế cười gằn một tiếng, cả người ma khí dâng trào, đen nhánh tinh bộc phát ra hung mãnh hơn năng lượng, linh khí như vậy từng cái màu đen nộ long vậy, hung hăng hướng Diệp Thần đụng đi. Ở đó từng cái màu đen nộ long đụng hạ, Diệp Thần thân thể vậy thừa nhận to lớn áp lực, không thiếu chỗ ra văng tung tóe, thấm vào da máu tươi, vậy thua thiệt được hắn vạn linh thần mạch lột xác rất nhiều, nếu không, sớm liền trọng thương. Bất quá, Ma Thiên Đế uy áp, mãnh liệt như vậy, lại kéo dài như vậy nữa, Diệp Thần chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Vù vù. Vừa lúc đó, một quyển cổ xưa đạo thư, lại là tự động từ Diệp Thần trong cơ thể bay ra. Vậy đạo thư bên trên, in võ cực thiên hạ bốn chữ. Võ cực thiên hạ, cần phải võ tổ mà sống. Võ cực đạo thư hiện lên, không ngừng chấn động, muôn vàn phù văn mãnh liệt, cực hạn võ đạo hơi thở như điên triều, không ngừng gào thét gầm thét, cùng không không lúc nào không đồng tình. Không không lúc nào không chỗ sâu, có một đạo ý chí cường đại, vượt qua trần thế phong tỏa,
bước qua vạn nặng thời không, qua lại tầng tầng vũ trụ, hạ xuống đến cái này võ cực đạo thư phía trên. Đó là võ tổ ý chí. Ma thiên đế, ta học trò, còn chưa tới phiên ngươi tới gieo hỏa. Một đạo uy mãnh bóng người, đỉnh thiên lập địa, ở võ cực đạo thư phía trên nổi lên, lại là võ tổ. Diệp thần trong lúc nguy cấp, hắn võ cực đạo thư, lại là câu thông võ tổ, là hắn mang tới che chở. Võ tổ ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm ma thiên đế, bắn ra lạnh lẽo quang. Võ thiên nhai, là ngươi. Ma thiên đế thấy võ tổ bóng người hiện lên, nhất thời hoảng hốt. Người chung quanh cũng là lớn kinh, Phù Đồ Huyền, Thuẫn Thiên Sơn, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết các người, đều là biến sắc. Bọn họ vốn là lấy là, Diệp thần phải bị ma thiên đế trấn áp, nhưng nào nghĩ tới, ở giây phút sau cùng, lại có thể lấy được võ tổ che chở. Trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, quả nhiên là có đại khí vận người. Thuẫn Thiên Sơn thán phục không thôi, thân thể cũng đang run run. Ngươi không phải bị nhốt ở cổ tinh môn liền sao? Ma thiên đế thần sắc kinh hoàng, không dám tin tưởng võ tổ có thể hạ xuống. Cổ tinh môn thì như thế nào, bọn họ còn không tư cách hoàn toàn đem ta khóa kín. Võ tổ hừ lạnh một tiếng, lại hướng Diệp thần nói. Đồ nhi, ta truyền cho ngươi một chiêu, nhìn cho thật kỹ. Dứt lời, hắn bỗng nhiên một quyền đánh ra, một quyền này cương mãnh vô cùng, không có một chút xinh đẹp biến hóa, có chỉ là cuồng ngạo tới cực điểm, bá đạo tới cực điểm kinh lực. Thốn kình, khai thiên. Võ tổ bá đạo một quyền, liền hung hăng hướng ma thiên đế bạo giết đi. Hắn tuy bị cổ tinh môn nhốt, nhưng cho dù là cổ tinh môn, cũng không cách nào đem hắn hoàn toàn phong tỏa. Chỉ cần có thời cơ thích hợp, hắn ý chí, liền có thể thả ra ngoài. Thí dụ như, mới vừa Diệp thần đối mặt nguy cơ sinh tử, võ tổ thì có cảm ứng, trực tiếp vượt qua thời không, hạ xuống, bảo vệ Diệp thần. Vậy thua thiệt được Diệp thần có võ cực đạo thư, đây là một cái tuyệt đẹp tọa độ, có thể để cho võ tổ nhanh chóng phong tỏa Diệp thần vị trí. Nếu không, võ tổ cũng không khả năng, nhanh như vậy liền hạ xuống, bảo vệ Diệp thần. Ma thiên đế nhìn võ tổ đánh giết mà đến một quyền, nhất thời con ngươi co rúc lại, kinh hãi tới cực điểm. Võ tổ một quyền này, không có bất kỳ loè loẹt biến hóa, thậm chí liên chiêu thức tên chữ cũng không có, chính là một cổ võ đạo kinh lực vận dụng. Là đối thân thể lực lượng vận dụng, là nguyên thủy nhất, dã man nhất lực lượng, là một loại thốn kình. Đạo này thốn kình, đủ để khai thiên, liệt địa, băng diệt thời không, phá sát tinh thần, uy lực kinh khủng, cả ngày đế chủ thần đều khó ngăn cản. Ma thiên đế kinh hãi dưới, vội vàng khua kiếm ngăn trở. Phịch! Nhưng, võ tổ thốn kình khai thiên, một quyền lực lượng rời sông lấp biển, tại chỗ liền đem hắn đen nhánh tinh đánh gãy, quả đấm kình lực uy thế không giảm. Hung hăng đánh vào trên người của hắn mặt. Phốc xích. Ma thiên đế máu tươi ói như điên, tàn hồn thân thể nhất thời văng tung tóe. Ở võ tổ một quyền hạ, hắn liền một chút năng lực phản kháng cũng không có. Thật là lợi hại. Diệp thần thấy vậy, cũng là khen ngợi không dứt. Võ tổ một quyền này, uy thế quá kinh khủng, không có bất kỳ chiêu pháp, nhưng thắng được bất kỳ chiêu thức, là nhất là trình độ cao nhất, nhất là dã man võ đạo kinh lực. Thấy rõ không? Võ tổ nhìn về phía Diệp thần nói. Thấy rõ. Diệp thần gật đầu, hắn thiên phú võ đạo cực cao, hơn nữa lại chấp trưởng võ cực đạo thư, hơi thở bản thân liền cùng võ tổ tương thông. Mới vừa võ tổ một quyền kia, tất cả linh khí lưu động, kinh lực biến hóa, Diệp thần cũng cảm thụ được rõ ràng. Một quyền kia, là võ đạo thần uy trình độ cao nhất. Thốn kình, khai thiên. Được. Ngươi thiên phú, quả nhiên là khoáng cổ thước kim. Chờ ngươi có thể hoàn toàn lĩnh ngộ ta cái này khai thiên thốn kình, sau này ở mảnh tinh không này hạ, trừ cường đại nhất một nhóm kia tiên đế bên ngoài, không có người nào có thể áp chế được ngươi. Hôm nay, vi sư liền vì ngươi tru diệt ma thiên đế, giúp ngươi thắp sáng liệt nhật mệnh tinh. Võ tổ trong mắt tuôn ra nghiêm ngặt uy thế, nhìn thẳng ma thiên đế. Ma thiên đế tàn hồn ý chí, còn có hắn hài cốt. Hàm chứa vô cùng là dư thừa năng lượng. Nếu như cổ năng lượng này, có thể toàn bộ bơm vào đến Diệp thần liệt nhật mệnh tinh bên trong, thậm chí có thể đem liệt nhật mệnh tinh điểm sáng. Không. Ma thiên đế cảm nhận được võ tổ ánh mắt, cả người run rẩy dữ dội hơn. Võ tổ nhưng mà võ đạo người sáng lập, hắn còn không sinh ra thời điểm, cũng đã kích động trung cực đại lộ, để cho chân lý chấn động, giáng xuống võ cực thiên hạ đạo thư.
hắn muốn chống lại võ tổ mà nói, trừ phi là đỉnh cấp thời điểm. Nhưng hiện tại, hắn chỉ còn lại một món tàn hồn ý chí, thì như thế nào là võ tổ địch thủ? Chết đi! Võ tổ không có chút nào nói nhảm, lại là một quyền đánh giết ra, phải đem Ma Thiên Đế hoàn toàn đánh bể. Toàn trường tất cả người, cảm nhận được võ tổ kinh thiên uy thế, đều là rung động bội phục, vừa là hâm mộ. Diệp thần có võ tổ vi sư tôn, quả thực làm người ghen tị, ai không muốn có một cái như vậy bá đạo vô địch sư phụ. Ma Thiên Đế nhìn võ tổ một quyền giết tới, đã là vạn niệm câu hôi, phí công vung ra một quyền ngăn cản. Hắn một quyền này, chỉ là theo bản năng cử động, là trước khi chết vùng vẫy, vậy không dự đoán có thể chống đỡ võ tổ. Nhưng, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ gặp Ma Thiên Đế một quyền vung ra, quả đấm liền nổ lên kim quang, bộc phát ra Thiên Đế chủ thần vậy uy áp, đang cùng võ tổ quả đấm va chạm sau đó, phịch đích một tiếng, thậm chí đem võ tổ đánh lui. Võ tổ rên lên một tiếng, sắc mặt nhất thời đổi được đặc biệt khó khăn xem, hơi thở cũng là ngay tức thì rối loạn, tựa hồ được to lớn đánh vào. Võ tổ sư tôn. Diệp thần thấy một màn này, có vẻ ngạc nhiên, ánh mắt vừa nhìn về phía Ma Thiên Đế. Chỉ gặp Ma Thiên Đế cũng là ngơ ngác nhìn mình quả đấm, ở trong một cái chớp mắt này, hắn cảm nhận được liền một cổ trong chỗ u minh chúc phúc, vậy là tới từ không không thời không chúc phúc. Là Hồng Quân lão tổ chúc phúc. Chân trời, buông tha luân hồi chi chủ đi, chúng ta còn có thể làm bạn. Một giọng già nua, ở Ma Thiên Đế trên đỉnh đầu không hưởng dậy. Ngay sau đó, chính là một đạo tiên phong đạo cốt bóng người, mơ hồ nổi lên, chính là Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân, là ngươi. Võ tổ thấy Hồng Quân lão tổ xuất hiện, nhất thời thần sắc đại biến. Mới vừa hắn không có thể đánh giết Ma Thiên Đế, chính là bởi vì Hồng Quân lão tổ ngăn trở. Hồng Quân lão tổ, đa tạ cứu mạng. Ma Thiên Đế thấy Hồng Quân lão tổ bóng người, ngạc nhiên mừng rỡ đồng thời xuất hiện. Hắn biết, ở không không lúc nào không bên trong, Hồng Quân lão tổ là hạng trước ba cao thủ, coi như là hắn tột cùng nhất thời điểm, cũng không cách nào cùng Hồng Quân lão tổ chống lại. Coi như là võ tổ, chân chính quyết chiến, cũng là không địch lại Hồng Quân. Bởi vì, khi tiến vào không không lúc nào không sau đó, võ tổ một mực bị đuổi giết. Cuối cùng lại bị nhốt, không có nhiều ít tu luyện cơ hội, cũng không có được nhiều ít cơ duyên tạo hóa. Mà Hồng Quân lão tổ, mỗi thời mỗi khắc cũng đang tu luyện, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây trở nên mạnh mẽ, giữa hai người chênh lệch càng kéo càng lớn. Cho tới bây giờ, võ tổ đã không phải là Hồng Quân địch thủ, cho dù hai người thiên phú tương đương. Hồng Quân lão tổ nhìn một cái Ma Thiên Đế, ánh mắt không thích không bi, không biết hắn là tâm tình gì, hắn chỉ nhàn nhạt nói. Ta ngày hôm nay giúp ngươi tiêu diệt luân hồi, ngươi sau này làm ta nô bộc đi. Nghe vậy, Ma Thiên Đế sửng sốt một chút. Hắn đích xác là muốn tiêu diệt luân hồi, chiếm đoạt luân hồi huyết mạch, nhưng muốn hắn làm nô, nhưng là tuyệt đối không thể. Hắn muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng thấy Hồng Quân vậy cổ không thích không bi ánh mắt, đạo tâm nhưng là khó hiểu run rẩy, lại là không dám chống đỡ, nói ta nguyện làm nô, chỉ cần ngươi giúp ta chiếm đoạt luân hồi. Hồng Quân lão tổ gật đầu một cái, lại nhìn hướng võ tổ nói, chân trời, ngươi không muốn xen vào nữa luân hồi chi chủ chết sống, trở về bên người ta, ta lập tức lướt đi cổ tinh môn, cứu ngươi đi ra. Lời nói này nói được bình tĩnh, vẫn là không thích không bi, nhưng sau lưng ẩn chứa tàn bạo ý, nhưng là làm người ta nghẹt thở. Hắn muốn võ tổ buông tha Diệp thần. Tại sao? Võ tổ con ngươi đông lại một cái, da mặt run lên, nhìn xem Hồng Quân. Lại nhìn xem Diệp thần, một bên là hắn bản thân, một bên là học trò cưng của hắn, hắn nhưng là cũng không ai nguyện bỏ qua. Ta và luân hồi chi chủ, nhất định là muốn quyết liệt, ngươi trở lại bên người ta, không muốn lại u mê không tỉnh, chúng ta còn có thể làm bạn. Hồng Quân lão tổ nói. Võ tổ vui vẻ cười to, nói, Hồng Quân, ngươi từng nói qua, muốn kết thúc không không thời không hỗn loạn, thành lập chân chính trật tự cùng quang minh. Chỉ có dựa vào luân hồi, ngươi nói qua muốn phụ trợ luân hồi chi chủ. Ngươi hôm nay, là muốn vi phạm lời hứa ban đầu. Vẫn là, ngươi muốn mình chung kết cái loạn thế này, thành lập trật tự. Hồng Quân lão tổ lắc lắc đầu nói, không, ta không có lớn như vậy năng lực. Có rất nhiều sự việc, ta không tiện nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, Diệp thần phải chết. Võ tổ trong mắt rét một cái, nói, là bởi vì là hắn đắc tội tử hoàng tiên cung.
đắc tội người trước kia trưởng môn đạo đức thiên tôn. Hồng Quân lão tổ nói, đây là một phần chia nguyên nhân, nhưng còn có cả nguyên nhân trọng yếu. Võ tổ nói, nguyên nhân gì? Hồng Quân lão tổ trần chờ, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, à, ta không thể nói, tóm lại, Diệp thần phải chết, luân hồi trật tự, vậy phải bóp chết ở manh nha bên trong, người không muốn xen vào nữa hắn chết sống. Võ tổ kiên quyết nói, vậy ta hết lần này tới lần khác muốn xen vào đâu? Hồng Quân lão tổ yên lặng một tí, sau đó trong mắt lướt qua nghiêm ngặt sát ý, nói, như vậy, ta liền ngươi vậy cùng nhau giết. Những lời này nói ra, võ tổ ngẩn ngơ, trầm mặc. Diệp thần cũng là kinh ngạc, Phù Đồ Huyền, Thuẫn Thiên Sơn, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Tiểu Vũ các người, còn có Ma Thiên Đế, cũng có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Bởi vì bọn họ đều biết, võ tổ cùng Hồng Quân, là tình nghĩa kim kiên bản thân. Bọn họ hữu nghị, truyền lưu vạn cổ, vô luận là ở không không lúc nào không, vẫn là thế giới hiện thật, đều bị truyền là giai thoại. Nhưng hiện tại, Hồng Quân lão tổ lại nói, nếu như võ tổ còn phải bảo vệ Diệp thần mà nói, hắn liền võ tổ vậy cùng nhau giết. Quyết tuyệt như vậy lời nói, nếu như không phải là chính tai nghe được, cũng không ai dám tin tưởng. Trên trời sấm sét chấn động, rồi sau đó, mưa to như chút nước, rào rào chút xuống. Tựa như kết nối với thương, cũng là võ tổ cùng Hồng Quân quyết liệt mà khóc thảm thiết. Ở cực kỳ lâu trước kia, võ tổ cùng Hồng Quân quyết liệt qua một lần. Nhưng một lần kia, hai người chỉ là bởi vì là đại đạo cách nhìn không cùng. Võ tổ cảm thấy không không lúc nào không quá hỗn loạn, vậy phiến thời không kết cục, chỉ có trong lúc hỗn loạn đi về phía hủy diệt kết quả. Cho nên, hắn lựa chọn chân đạp mặt đất, ở lại thế giới hiện thật, cho dù không thể trở nên mạnh nữa. Nhưng Hồng Quân lão tổ, nhưng lựa chọn đi không không lúc nào không. Hai người vì vậy xuất hiện khác nhau, thế nhưng dẫu sao chỉ là đại đạo cách nhìn không cùng, hai người tình nghĩa cũng không có chia ra. Vậy mà lúc này giờ phút này, xem Hồng Quân lão tổ vậy lạnh lùng hiện lên sát khí ánh mắt, hai người tình nghĩa, vào giờ khắc này dường như muốn đi về phía chung kết. Võ tổ vui vẻ cười to, nói, được, Hồng Quân, liền để cho ta xem, người có thể hay không giết chết ta. Tiếng nói rơi xuống, võ tổ đem tự thân linh khí năng lượng, toàn bộ bơm vào đến Diệp thần trên mình. Trong thoáng chốc, Diệp thần cả người bắp thịt nổ, tóc từng cây một tung bay, lực lượng cuồng mãnh như nước thủy triều như biển vậy bạo dũng ra. Thốn kình, khai thiên. Diệp thần ánh mắt đột nhiên ác liệt, một quyền hướng Ma Thiên Đế cùng Hồng Quân lão tổ đánh giết đi. Hồng Quân lão tổ ánh mắt thấm ra một cổ vẻ bi thương, cũng là đem tự thân ý chí cùng linh khí, toàn bộ bơm vào đến Ma Thiên Đế trên mình, nói, đi đi, chu diệt luân hồi, liền ở hôm nay. Hạ một sát, Ma Thiên Đế cả người kim quang tách thả ra, như có bữa đế khí vần quanh, cũng là một quyền oanh đánh ra. Ở vô số đạo ánh mắt kinh ngạc bên trong, Diệp thần và Ma Thiên Đế quả đấm, hung hăng đụng vào nhau. Như vậy hai cái vũ trụ thế giới đụng, đại lộ phai mờ, thời không sụp đổ, làm hai người quả đấm va chạm ngay tức thì, cuồng bạo đợt khí chính là nổ ra, để cho được toàn bộ tuyệt nhân cốc đều là chấn động, vô số núi đá ngay tức thì nổ. Diệp thần cảm thấy từng trận lực lượng cuồng bạo cuốn tới, vậy là tới từ Hồng Quân lão tổ lực lượng. Hắn cùng Ma Thiên Đế va chạm, trên thực tế là võ tổ và Hồng Quân lão tổ giao phong. Võ tổ và Hồng Quân lão tổ, đều là không không lúc nào không siêu nhất lưu cao thủ, hai người giao phong, tuy không phải bản thể va chạm, chỉ là ý chí đối kháng, nhưng bộc phát ra uy thế, đủ để cho toàn trường mỗi một cái người xem là rung động. Hai đạo cực hạn ý chí lực tính, không ngừng va chạm, giao phong, nổ, sau đó ở cuồng loạn khí lưu bên trong dần dần lắng xuống, phai mờ. Diệp thần và Ma Thiên Đế, thành tựu cái này hai đạo trình độ cao nhất ý chí chịu đựng người. Hai người thân thể đều cơ hồ bị biến dạng vậy, mình đầy thương tích. Hi hi, thằng nhóc, xem ra võ tổ cùng Hồng Quân lão tổ tới giữa, vẫn là Hồng Quân lão tổ lợi hại một chút. Ma Thiên Đế bỗng nhiên lộ ra một chút cười gằn, quả đấm lực lượng đột nhiên nổ tung, kim quang bung ra, đem Diệp thần đẩy lui ba bước, thậm chí đem Diệp thần chấn động được khạc ra máu tươi. Lúc này, Diệp thần trên mình võ tổ ý chí năng lượng, đã ở trong đụng chạm tiêu trừ hầu như không còn. Ma Thiên Đế trên mình Hồng Quân ý chí, cũng kém không nhiều tiêu hao sạch, nhưng còn sót lại cuối cùng một chút. Cuối cùng này một chút Hồng Quân ý chí, nhưng quyết định chiến cuộc sống chết thành bại.
Luân hồi chi chủ đánh bại, giết hắn. Tuyệt nhân cốc bên ngoài, Thuẫn Thiên Sơn thấy Diệp Thần sa sút, lập tức vung tay lên, mang dưới quyền cường giả liều chết xung phong đi vào, nhưng muốn trực tiếp giết chết Diệp Thần, hoàn thành băng thần thiên tôn nhiệm vụ. Thuộc về ta luân hồi huyết mạch, còn chưa tới phiên các ngươi cướp đoạt. Ma Thiên Đế hừ một tiếng, đem trong cơ thể còn sót lại Hồng Quân ý chí năng lượng, hòa lẫn tự thân ma khí, toàn bộ bộc phát ra. Oanh! Một cổ màu vàng sậm hung mãnh hơi thở, lập tức nổ tung, tại chỗ liền đem Thuẫn Thiên Sơn, Phù Đồ Huyền, Tiểu Vũ, Vũ Hoàng Giã các người, toàn bộ bước lui. Chỉ có Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, có Kim Trương Thần Ấn bảo vệ, không có bị bước lui, nhưng cũng đã là cảm giác sâu sắc nghẹt thở. Ma Thôn Nhật Nguyệt, cướp đoạt luân hồi. Ma Thiên Đế vung tay lên, mãnh liệt ma khí bao phủ toàn bộ Tuyệt Nhân Cốc, từng cây một xương trắng từ lòng đất toát ra, tạo thành cũi, phải đem Diệp Thần khốn ở bên trong. Chú ý! Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thấy vậy, lắc người một cái, liền cướp đến Diệp Thần bên người, cũng thúc giục Kim Trương Thần Ấn, thả ra một tầng kim nham bảo vệ. Ở Kim Trương Thần Ấn bảo vệ hình thành ngay tức thì, vậy xương trắng cũi cũng là hoàn toàn thành hình, đem Diệp Thần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết đều phong tỏa ở bên trong. Vậy xương trắng cũi, thậm chí tuôn ra một chi cây cốt gai, phải đem cũi bên trong Diệp Thần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết toàn bộ đâm chết. Thật may, ở Kim Trương Thần Ấn dưới bảo vệ, hai người cũng không có bị thương. Đa tạ. Diệp Thần thở một hơi, nhìn Vũ Hoàng Ngạo Tuyết một mắt, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ xuất thủ cứu mình. Xem ra Vũ Hoàng Ngạo Tuyết lạnh ngạo chi hạ, chôn giấu một viên không muốn người biết tim. Hắn lúc này linh khí đã hao hết, hơn nữa mới vừa chịu đựng võ tổ ý chí, hôm nay tinh thần cũng là 10 phần mệt mỏi. Đối mặt Ma Thiên Đế tập sát, hắn đã là thật khó chống lại. Ta! Vũ Hoàng Ngạo Tuyết ngẩn ngơ, nhìn đem mình khốn khóa xương trắng cũi, nàng cũng có chút bối rối. Nàng cũng không nghĩ ra, mình sẽ xuất thủ cứu Diệp Thần. Có thể là quỷ thần xui khiến, cũng có thể là lòng nàng cảnh, đã sớm bởi vì Diệp Thần mà rối loạn. Cũng hoặc là mình từ vừa sanh ra bắt đầu, liền nhất định là Vũ Hoàng cổ đế con rối, nàng không có lựa chọn. Nghĩa phụ nói gì, nàng liền làm gì. Nghĩa phụ để cho nàng gả cho người nào, nàng liền muốn gả cho ai. Nghĩa phụ để cho nàng giết ai, nàng liền phải để cho người nọ chết. Mà lần này, kiềm chế thật lâu tâm trạng, lại vào giờ khắc này phóng thích. Nàng muốn làm hồi mình. Nghe theo mình nội tâm đi làm lựa chọn. Ha ha, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, ngươi vậy vào đi tìm cái chết, rất tốt, rất tốt. Ma Thiên Đế thấy Vũ Hoàng Ngạo Tuyết tự chui đầu vào lưới, nhất thời liền âm cười lên, chợt, bàn tay hắn ma khí nổ, từng luồng ma khí như đen sẫm nộ long vậy, lần nữa bạo giết ra, Ma Thôn Nhật Nguyệt, phải đem Diệp Thần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, cũng trực tiếp cắn nuốt hết. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, tự đi thúc giục Kim Trương Thần Ấn, phóng thích bảo vệ, ngăn trở Ma Thiên Đế tập sát. Nhưng cái này cổ ngăn trở, nhưng cơ hồ là ngay lập tức, liền bị đánh phá. Lấy Diệp Thần hôm nay trạng thái, đã rất khó ngăn trở Ma Thiên Đế mũi nhọn. Còn như Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, cũng không khả năng là Ma Thiên Đế địch thủ. Long đằng mệnh tinh, sắt thép bảo vệ. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần liều mạng tự thân cuối cùng một tia linh khí. Điều động long đằng mệnh tinh còn sót lại năng lượng, thiết phương tọa linh khí thả ra ngoài, tạo thành một tầng sắt thép kết giới, chặn lại Ma Thiên Đế ma khí chiếm đoạt. Thế công bị ngăn cản, Ma Thiên Đế không hề nổi giận, nhìn vậy sắt thép kết giới, hì hì cười lạnh một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, người nuốt ăn thiết phương tọa, chỉ cho là một bước diệu kỳ, bất quá là tự tìm đường chết thôi. Nếu như không có cái này thiết phương tọa làm chất dẫn, Hồng Quân lão tổ còn thật khó mà hạ xuống. Không không lúc nào không cùng thế giới hiện thật tới giữa, tồn tại to lớn bình phong che chở, cho dù là thiên đế chủ thần cấp nhân vật, nếu như không có xác thực hải đăng cùng tọa độ, cũng không cách nào ở vô số thời không, vô số thời gian tuyến bên trong, tinh chuẩn tìm được thực tế tồn tại. Diệp Thần và Huyết Long, nuốt ăn thiết phương tọa, nhưng là trong sâu thẳm, kinh động Hồng Quân lão tổ. Mới vừa Hồng Quân lão tổ hạ xuống, trực tiếp áp chế võ tổ, để cho hôm nay Diệp Thần, rơi vào tử địa. Diệp Thần nghe Ma Thiên Đế cười nhạo, không có động tĩnh. Hắn biết, hiện tại nói nhiều cũng là vô ích, chỉ có ngăn trở Ma Thiên Đế chiếm đoạt, phá đánh ra, mới có lật bàn cơ hội. Người đã chết đến ập lên đầu, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thì có ích lợi gì? Ma Thiên Đế cười nhạt,
nhưng sẽ không cho Diệp Thần bất kỳ lật bàn cơ hội, hắn cả người tràn ra từng luồng nguyền rủa hơi thở, như ác mộng vậy tản ra, trong miệng vậy bắt đầu đáng sợ ngâm sướng. Ta nguyền rủa ngươi, vĩnh viễn, xa vào bể khổ luyện ngục. Ta nguyền rủa ngươi, đạo tâm bị long đong, không cách nào dòm ngó thấy lớn đạo chân lý. Ta nguyền rủa ngươi, lâm vào là cỏ chó tế phẩm, người huyết nhục, sẽ trở thành là ta hồi phục chất dinh dưỡng. Đáng sợ nguyền rủa phát ra, một món u ám vô cùng, tràn đầy hắc ám dơ bẩn ma khí, bắt đầu từ trong hư không chảy ra, lại là trực tiếp xuyên qua Diệp Thần Kim Trương Thần Ấn và Long Đằng Mệnh Tinh bảo vệ, phải đem hắn và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, hoàn toàn nguyền rủa táng diệt. Ở tột cùng nhất thời điểm, Ma Thiên Đế lại được gọi là thần nguyền rủa, chấp trưởng thế gian mãnh liệt nhất nguyền rủa. Hắn nguyền rủa kia đáng sợ, thậm chí liền Thủy Thần Thiên Tôn Thần Thủy, đều khó rửa sạch. Cho dù hôm nay, hắn chỉ còn lại một món tàn hồn ý chí, nhưng bộc phát ra nguyền rủa thần uy, vậy đủ để đem thời khắc này Diệp Thần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, hoàn toàn mai táng. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thấy nguyền rủa kia ma khí, như rắn độc vậy quấn quanh tới đây, gương mặt đã là một phiến trắng bệch, dứt khoát nhắm mắt chờ chết. Vù vù. Nhưng vừa lúc đó, Diệp Thần trong cơ thể, truyền ra một đạo kịch liệt tiếng vo ve. Đi đôi với cái này cổ tiếng vo ve vang lên, một khối cổ xưa bia đá, cũng là từ Diệp Thần trong cơ thể tách thả ra ra. Đó là Thiên Quân Phong Thần Bia. Thiên Quân Phong Thần Bia, mang theo hùng hồn bảo vệ lực, ở Diệp Thần thời khắc nguy hiểm nhất, tấm bia đá này trương hiện ra cực hạn bảo vệ lực, đem Diệp Thần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cũng bảo vệ được. Ma Thiên Đế phóng thích ra nguyền rủa khí, còn không quấn quanh đến Diệp Thần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trên mình, liền bị Thiên Quân Phong Thần Bia bảo vệ hơi thở, trực tiếp ngăn trở. Ồ, đây là Thiên Quân Phong Thần Bia. Thằng nhóc giỏi, trên mình ngươi pháp bảo ngược lại không thiếu. Hồng Quân Lão Tổ, mượn nữa ta lực lượng. Ma Thiên Đế thấy Diệp Thần thả ra Thiên Quân Phong Thần Bia, cũng là cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Hắn cuối cùng chỉ là một món tàn hồn, muốn công phá Thiên Quân Phong Thần Bia phòng vệ, tuyệt không phải chuyện dễ. Nếu như thời gian chỉ hoãn đi xuống, cùng Diệp Thần linh khí khôi phục như cũ, ai chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Cho nên, Ma Thiên Đế lại là lần nữa kêu gọi Hồng Quân Lão Tổ, muốn mượn dùng Hồng Quân lực lượng. Hồng Quân Lão Tổ đã vừa mới hạ xuống qua một lần, ý chí năng lượng vậy tiêu hao hầu như không còn, hắn mượn nữa lực cho Ma Thiên Đế mà nói, tự thân giá phải trả tất nhiên là to lớn. Nhưng, chỉ gặp được một đạo kim quang, từ trên trời hạ xuống, bắn vào Ma Thiên Đế trên mình. Ha ha ha! Ma Thiên Đế liều lĩnh cười to, đắm chìm trong kim quang bên trong. Ngay tức thì lực lượng tăng vọt, lại một lần nữa lấy được Hồng Quân Lão Tổ chúc phù hộ. Hồng Quân Lão Tổ thật không thể không giết ta. Diệp Thần trong bụng bi thương, biết thời khắc này mình, coi như là cùng Hồng Quân Lão Tổ, hoàn toàn quyết liệt, không quay đầu lại có thể. Hồng Quân Lão Tổ muốn giết hắn, tựa hồ không chỉ là bởi vì là Tử Hoàng Tiên Cung nhân quả, còn có một ít nguyên nhân đặc biệt. Bởi vì cái này nguyên nhân đặc biệt, Hồng Quân Lão Tổ thậm chí liền Võ Tổ đều phải giết. Diệp Thần nhưng không biết, cái này nguyên nhân đặc biệt, rốt cuộc là cái gì? Hắn chỉ biết là, mình bây giờ, vô cùng nguy hiểm. Thằng nhóc, Hồng Quân muốn giết ngươi, trên trời dưới đất, không người có thể cứu được ngươi. Ma Thiên Đế cười gằn, lần nữa bộc phát ra nguyền rủa ma khí. Hắn đạt được Hồng Quân ban phúc, cái này một tí bùng nổ nguyền rủa ma khí, so với mới vừa không biết mạnh mẽ nhiều ít. Vù vù. Thiên Quân Phong Thần Bia toát ra vô tận thủy hà, kim quang vạn đạo, bảo vệ Diệp Thần. Diệp Thần thần sắc trắng bệch, bởi vì hắn biết, Thiên Quân Phong Thần Bia có thể không ngăn được. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết im lặng, vậy cảm thấy đại nạn buông xuống, theo bản năng nắm chặt Diệp Thần tay. Diệp Thần không có kháng cự. Oanh! Ma Thiên Đế nguyền rủa ma khí, hung hăng đánh vào Thiên Quân Phong Thần Bia phía trên, bộc phát ra kinh khủng tiếng đánh. Nhưng mà... ra Diệp Thần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết dự liệu, nguyền rủa kia ma khí, cũng không có thể đột phá Thiên Quân Phong Thần Bia phòng ngự, hai người ở Thiên Quân Phong Thần Bia dưới sự bảo vệ, đều là bình yên vô sự. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần sửng sốt một tí, Thiên Quân Phong Thần Bia bảo vệ lực tuy mạnh hãn, nhưng hẳn không có thể lợi hại đến tình cảnh này. Dẫu sao, giờ phút này Ma Thiên Đế nguyền rủa tập sát bên trong, thậm chí hàm chứa Hồng Quân Lão Tổ ý chí. Thái thượng thế giới căn bản không có đồ có thể ngăn trở. Giao.
Ngay tại Diệp Thần ngẩn ra thời điểm, hắn thấy Thiên Quân Phong Thần bia phía trên, bỗng nhiên toát ra một cổ huyết nguyệt chói lọi. Trên tấm bia đá, Nhâm Phi Phàm ba chữ, đang lóng lánh trước đó chưa từng có sáng chói thần mang, thiên đế khí vần quanh. Ừ, Nhâm tiền bối. Diệp Thần nhất thời kinh ngạc. Nhâm Phi Phàm tên chữ, vốn là khắc ở Thiên Quân Phong Thần bia phía trên, nhưng sau đó bị luân hồi thư kiếp bụi chìm ngập. Nhưng giờ phút này, Diệp Thần nhưng là rõ ràng phát hiện, Nhâm Phi Phàm tên chữ lên cho tàn dấu vết, đã toàn bộ biến mất. Nguyên khối Thiên Quân Phong Thần bia, đổi được sáng bóng tinh khiết, thần mang dính, Nhâm Phi Phàm tên chữ, nơi toát ra ánh sáng, huy hoàng như trời trăng sao, vô cùng là nguy nga. Nhâm Phi Phàm, huyết nguyệt thiên đế. Ma thiên đế thấy một màn này, cũng là kinh hãi muốn chết, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn đạt được Hồng Quân ban phúc, Diệp Thần nếu như chỉ dựa vào một khối Thiên Quân Phong Thần bia mà nói, là tuyệt đối không thể nào ngăn trở hắn. Nhưng, nếu như hơn nữa Nhâm Phi Phàm ý chí, đây tuyệt đối là vậy là đủ rồi. Nhâm tiền bối lại một lần nữa bảo vệ ta. Hắn ở không không lúc nào không bên trong, rốt cuộc trải qua cái gì. Diệp Thần nhiệt huyết sôi trào, hắn biết Nhâm Phi Phàm ở không không lúc nào không bên trong, nhất định là có đại cơ duyên, vận may lớn, nếu không, cũng không khả năng thanh trừ hết tên chữ lên kiếp bụi. Đợi một chút, có phải hay không là Nhâm tiền bối, lại vận dụng luân hồi thư kiếp bụi lực lượng, sửa đổi đi qua. Bỗng nhiên, Diệp Thần có chút rợn cả tóc gáy. Nhâm Phi Phàm có thể phi thăng, là bởi vì là hắn sửa đổi đi qua, thậm chí chém hết trăm gia, ngay tức thì thành tựu cao nhất chiến lực. Như vậy sửa đổi đi qua, nghịch chuyển vận mệnh, giá phải trả là hết sức hắn to lớn. Hiện tại, Diệp Thần chỉ sợ Nhâm Phi Phàm lại sửa đổi đi qua, đem Thiên Quân Phong Thần bia phía trên kiếp bụi dấu vết, toàn bộ xóa đi, lại đem tự thân ý chí đầu bắn rơi xuống, âm thầm bảo vệ hắn. Nếu quả thật là như vậy, vậy Nhâm Phi Phàm phải chịu giá phải trả, tất nhiên hơn nữa to lớn. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng liền vô cùng lo âu cùng nóng nảy, thật muốn đi không không lúc nào không xem, cùng Nhâm Phi Phàm đoàn viên. Nhâm Phi Phàm, người đều đã phi thăng, người có người nói, cần gì phải lại bảo vệ luân hồi. Ma Thiên Đế cắn răng, đột nhiên cháy tự thân khí huyết, điên cuồng mượn dùng Hồng Quân lực lượng, hóa thành vô cùng nguyền rủa tai kiếp, hung hăng hướng Diệp Thần đánh tới. Nhưng, Diệp Thần Thiên Quân Phong Thần bia, phía trên Nhâm Phi Phàm tên chữ, ánh sáng rực rỡ không ngừng tách thả ra, tiên mang nhô lên, thần quang vạn trượng, hình thành nghiêm mật bảo vệ, vững vàng bảo vệ được Diệp Thần, không để cho hắn bị chút nào nguyền rủa ăn mòn. Ma Thiên Đế ở công, Diệp Thần ở phòng thủ. Nhưng chân chính công phòng, thật ra thì cũng không phải là hai bọn họ người, mà là Hồng Quân lão tổ cùng Nhâm Phi Phàm. Nhâm tiền bối tiến bộ quá nhanh, hắn ý chí lại có thể cùng Hồng Quân lão tổ chống lại. Diệp Thần rung động trong lòng không dứt, phải biết, cho dù là võ tổ ý chí, cũng là không địch lại Hồng Quân. Nhưng hiện tại, Nhâm Phi Phàm âm thầm cùng Hồng Quân lão tổ so tài, lại là chút nào không rơi hạ phong, kỳ cổ tương đương. Phải biết, ở không không lúc nào không bên trong, Hồng Quân lão tổ thực lực, đã là hạng trước ba. Nhâm Phi Phàm chiến lực, nếu có thể cùng Hồng Quân sánh bằng, vậy cũng quá đáng sợ chút. Diệp Thần rung động thán phục hơn, trong lòng vẻ lo âu, liền nồng đậm hơn. Bởi vì hắn biết, tất cả mọi chuyện, đều có giá cao. Nhâm Phi Phàm tiến bộ nhanh như vậy, hắn giá phải trả, vậy là cái gì? Được cứu rồi. Một bên Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, vỗ ngực một cái, thở phào nhẹ nhõm, tinh thần cũng là thanh tĩnh lại. Nàng không biết Diệp Thần lo âu trong lòng. Nàng chỉ biết là có Thiên Quân Phong Thần bia và Nhâm Phi Phàm bảo vệ, nàng tạm thời là an toàn. Còn chưa tới ăn mừng thời điểm. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, nhìn chung quanh không ngừng tàn phá bừa bãi nguyền rủa ma khí, còn ở bên ngoài điên cuồng hét lên muốn chết Ma Thiên Đế, hắn tinh thần lại không có buông lỏng. Bởi vì, công phòng vẫn còn tiếp tục. Tuy nói hôm nay Hồng Quân lão tổ cùng Nhâm Phi Phàm hai người, ý chí cường độ tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng, Hồng Quân lão tổ tu luyện không biết nhiều ít kỷ nguyên, hắn tu vi tích góp, nhất định là muốn so với Nhâm Phi Phàm hùng hậu, thời gian chỉ hoãn đi xuống, tình thế cũng không quá lạc quan. Ta muốn điều tức khôi phục, người tự thu xếp ổn thỏa. Diệp Thần liếc Vũ Hoàng Ngạo Tuyết một mắt, sau đó liền ngồi xếp bằng, yên lặng tiến vào trạng thái tu luyện. Liên tục chiến đấu trắc trở,
để cho hắn linh khí tinh thần hao tổn nghiêm trọng, hắn phải mau sớm khôi phục như cũ. Chỉ có đem tự thân trạng thái, khôi phục lại đỉnh cấp, mới có thể trấn áp ma thiên đế, phá đánh ra. Có thiên quân phong thần bia và nhâm phi phàm ý chí bảo vệ, Diệp Thần tin tưởng mình ít nhất có mấy ngày trong lúc nghỉ ngơi. Còn như Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, hắn liền bỏ mặc cho hắn tự sanh tự diệt. Này! Vũ Hoàng Ngạo Tuyết gặp Diệp Thần đã nhập định, rất là tức giận, nhưng cũng không dám qua loa động tác, lật đật khẩn ai ở Diệp Thần bên người, chỉ cầu có thể dính chút quang, cũng nhận được nhâm phi phàm che chở. Thằng nhóc, ngươi còn muốn điều tức khôi phục. Ta nguyền rủa ngươi, vĩnh cướp xa vào, chết không được tử tế. Ma thiên đế thấy vậy, nhất thời tức giận không dứt, lại phát ra luôn miệng nguyền rủa, cuồng bạo ma khí như nộ long dâng trào, nhưng đều không cách nào đến gần Diệp Thần, toàn bộ bị thiên quân phong thần bia bảo vệ lực, đỡ ra đi. Vậy thiên quân phong thần bia, phía trên nhâm phi phàm tên chữ, đơn giản là như quần tinh vậy sáng chói, nếu như không che giấu hết danh tự này, hắn không thể nào làm bị thương Diệp Thần. Hồng quân lão tổ, nhâm phi phàm chỉ là một mới lên thiên đế. Chẳng lẽ ngươi liền một cái mới lên thiên đế cũng không đối phó được? Liền chút thực lực này, ngươi còn muốn ta làm đầy tớ của ngươi? Ma thiên đế trong lòng tức giận, ngửa mặt lên trời hô to, nếu như không công phá nhâm phi phàm ý chí, hắn không thể nào tiêu diệt Diệp Thần. Ung ung, bầu trời bên trong, truyền tới kinh người sấm sét, tựa hồ là có bữa thần lửa giận, trên không trung nổi lên, sấm sét bạo tránh, kim quang như thác vải vậy thỏng xuống. Ma thiên đế nghe vậy tiếng sấm, không dám nói nữa tiếng nói, hắn chỉ muốn dùng điểm phép khích tướng, tốt để cho Hồng quân lão tổ ban thưởng càng nhiều hơn lực lượng, cũng không muốn thật chọc giận Hồng quân. Đầy trời kim quang rủ xuống, Hồng quân ban phúc, ba hoa chích chòe, không muốn tiền vốn vậy hạ xuống. Thiên quân phong thần bia phía trên, nhâm phi phàm tên chữ, huyết quang ngất trời, biến ảo chín luân huyết nguyệt. Nhâm phi phàm ý chí cùng lực lượng, cũng là điên cuồng chiếu nghiêng xuống. Cùng Hồng quân lão tổ đối kháng. Tuyệt nhân cốc bên trong, gió nổi mây vần, kim quang thác nước cùng huyết nguyệt khí tượng lẫn nhau giao ánh, thiên địa càn khôn đều run rẩy, mười phần nguy nga. Bên ngoài sơn cốc, Phù Đồ Huyền, Thuẫn Thiên Sơn, Vũ Hoàng Giã, Tiểu Vũ các người, mắt thấy một màn này, đều là sợ ngây người. Toàn trường tất cả người, cũng không ngờ tới, sự việc sẽ phát triển đến tình cảnh này. Có thể liền băng thần thiên tôn vậy không ngờ tới. Mình bày ra khảo nghiệm, cuối cùng lại có thể đem võ tổ, Hồng quân lão tổ, nhâm phi phàm, toàn bộ dẫn ra. Không ai dám đến gần tuyệt nhân cốc nửa bước. Tất cả mọi người đều biết, ở Hồng quân lão tổ và nhâm phi phàm ý chí giao phong, không có phân ra thắng bại trước, ai dám đi vào, đó chính là tự tìm đường chết. Hồng quân lão tổ và nhâm phi phàm một chút ý chí dư âm, sợ rằng đều đủ để nghiền giết phổ thông tiên đế. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Ba ngày trôi qua, trên trời kim quang cùng huyết nguyệt khí tượng, vẫn không có chút nào suy yếu, vẫn là ngang sức ngang tài hình dáng. Tuyệt nhân cốc bên trong, ma thiên đế hải cốt nội bộ. Diệp Thần ở thiên quân phong thần bia dưới bảo vệ, hơi thở vững bước khôi phục, hắn phỏng đoán lại qua hai ngày, mình là có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Ma thiên đế ở bên ngoài thấy được, lòng như lửa đốt. Hồng quân lão tổ cùng nhâm phi phàm ý chí giao phong. Trước mắt còn không thấy được thắng bại kết quả cuối cùng dấu hiệu. Nếu như Diệp Thần linh khí khôi phục nói, có Diệp Thần trợ lực, nhâm phi phàm phần thắng ắt phải bạo tăng. Một khi nhâm phi phàm thắng, ma thiên đế mất đi Hồng quân che chở, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong quá khứ 3 ngày thời gian bên trong, ma thiên đế không biết ra tay bao nhiêu lần, muốn công diệt Diệp Thần, nhưng hoàn toàn không cách nào đột phá thiên quân phong thần bia và nhâm phi phàm ý chí phòng vệ. Chẳng lẽ lần này, cuối cùng là ta đi sai nước cờ? Ma thiên đế ánh mắt lướt qua một chút tàn bạo cùng không cam lòng, cảm thụ Diệp Thần không ngừng khôi phục linh khí, hắn cảm thấy to lớn uy hiếp. Ở hít thở khó khăn dưới sự uy hiếp, ma thiên đế bỗng nhiên nghĩ đến một pháp, ánh mắt nhìn về Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, kêu lên. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, người giúp ta giết Diệp Thần, ta tha tính mạng ngươi, luân hồi huyết mạch chúng ta chia đều. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nghe nói như vậy. Khinh thường cười một tiếng, nói ta tuy cùng luân hồi là địch, nhưng vậy không ngu xuẩn đến muốn nội đấu bước. Nàng cùng Diệp Thần tới giữa, ân oán quả thực không cạn, nhưng vào giờ phút này, rõ ràng không phải tính toán thời điểm, nhất định phải chung sức hợp tác, mới có cơ hội còn sống. Trọng yếu hơn chính là,
chẳng biết tại sao, nàng nội tâm, không hy vọng Diệp Thần chết. Ma Thiên Đế cười hắc hắc, nói, ngươi coi như là vạn khư thánh nữ, ngươi lấy là thằng nhóc này hồi phục sau đó, sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nghe ta mà nói, thiên hạ thủ vi cường, cầm hắn làm thịt, chúng ta chia cắt luân hồi huyết mạch, chẳng phải tốt thay. Hi hi. Ngay lúc nói chuyện, Ma Thiên Đế cả người ma khí tràn ngập, các loại nguyền rủa hơi thở như rắn độc vậy tàn phá, nếu như dây đàn vậy khiêu khích nhân tâm. Hắn ngày xưa là thần nguyền rủa, thậm chí có thể trở thành tâm ma thần, các loại phương pháp nguyền rủa, đầu độc lòng người thủ đoạn, có thể nói là điên chút nào trình độ cao nhất. Hắn lời nói này, giống như là lượn lờ ma âm, truyền tới Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trong lỗ tai, nhất thời để cho nàng tâm thần run rẩy. Đúng rồi, nếu là Diệp Thần hồi phục, hắn hơn phân nửa là muốn giết ta. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trong bụng thê lương, nhìn Diệp Thần ngồi xếp bằng, như bàn thạch vậy bất động thân thể, nội tâm lại khó hiểu cảm thấy to lớn bi thương, tựa như bị người vứt bỏ vậy. Tình như vậy tự xông lên đầu, nàng cơ hồ sắp nước mắt chảy xuống, biết rõ đây là Ma Thiên Đế đầu độc, vậy biết rõ mình không thích Diệp Thần, chỉ là bị luân hồi huyết mạch đặc thù mị lực ảnh hưởng, nhưng nàng chính là lỗ mũi bị chua, đạo tâm kịch liệt lay động, khó mà bình tĩnh. Cuối cùng, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết một tiếng rên rỉ, trong tay sử dụng một thanh trường kiếm, ám sát hướng Diệp Thần thân thể. Một kiếm này, phảng phất có một cổ ma lực trợ lực Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết ý chí ở kháng cự, tay đang điên cuồng lay động, nhưng vậy không làm nên chuyện gì. Đầu độc lực lượng, quá mức cường đại, thậm chí có thể vặn vẹo ý chí của nàng. Diệp Thần đang điều tức khôi phục, bỗng nhiên bắt được một cổ lạnh như băng kiếm khi ám sát tới đây, trong lòng kinh hãi, mở mắt ra, thấy Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cầm kiếm đâm tới, nhất thời tức giận đồng thời xuất hiện. Ngu xuẩn! Diệp Thần bàn tay nhanh như tia chớp, bắt được Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cổ tay, ngăn lại nàng ám sát. Nhưng, hắn trạng thái tu luyện, bị nàng một tí cắt đứt, nhất thời gặp cắn trả, ngực gian khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa thì muốn hộc máu, trước đây khôi phục rất nhiều nguyên khí, lại lớn tính chạy mất đi. Đúng, thật xin lỗi. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cổ tay đau nhức, cũng là ở trong mộng mới tỉnh, biết mình bị Ma Thiên Đế đầu độc, sống lưng suốt mồ hôi lạnh cả người. Vù vù, Thiên Quân Phong Thần Bia chấn động, Nhâm Phi Phàm tên chữ, ánh sáng mở đi rất nhiều. Hiển nhiên, Diệp Thần gặp trắc trở, vậy kinh động Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm ý chí, nhất thời xuất hiện ngắn ngủi suy yếu. Chính là như thế trong nháy mắt suy yếu, đã bị trong chỗ U Minh Hồng Quân Lão Tổ, bắt được cơ hội. Trong hư không, kim quang nổ tung, Hồng Quân Lão Tổ chủ thần cấp ý chí, phách liệt tới cực điểm, như lửa cháy mạnh vậy cháy. Ma Thiên Đế cũng là lớn vui, thừa dịp cái này giây phút, cả người ma khí bạo dũng, nguyền rủa hơi thở nổ tung, ngửa mặt lên trời cười to nói. Thằng nhóc, rốt cuộc bị ta bắt cơ hội, ngươi chết chắc. Ta nguyền rủa ngươi, rơi vào kháng khít luyện ngục, ngươi máu tươi, sẽ trở thành là ta rượu mạnh, ngươi huyết nhục, sẽ trở thành là ta tế phẩm, ngươi linh hồn, sẽ trở thành là ta thức ăn. Ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Ma Thiên Đế nguyền rủa ma khí. Như từng cái xiềng xích vậy, xuyên thấu hư không, thẳng hướng Diệp Thần tập sát đi. Thời khắc nguy cấp, Thiên Quân Phong Thần Bia phía trên, Nhâm Phi Phàm tên chữ, lại lần nữa khôi phục nhất ánh sáng sáng chói, bảo vệ hơi thở bạo tăng, đem vậy rất nhiều nguyền rủa xiềng xích ngăn lại. Nhưng, tiên cơ đã mất, coi như kịp thời bổ túc, cũng không khả năng hoàn toàn bổ cứu được. Vẫn là có mấy cái nguyền rủa xiềng xích, đột phá Thiên Quân Phong Thần Bia phong tỏa, buộc chặt lại liền Diệp Thần. Vậy trói Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Xuy xuy xuy. Nguyền rủa xiềng xích triền thân, Diệp Thần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết ra thịt, nhất thời phát ra thiêu đốt thanh âm. A! À, kịch liệt nguyền rủa hơi thở đánh thẳng tới, Diệp Thần đầu ông minh, chỉ cảm thấy ma khí không ngừng xâm nhập hắn tim, muốn đem hắn hoàn toàn mai táng. Nguy rồi. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cũng không chịu nổi, ở nguyền rủa hơi thở ăn mòn, nàng vậy ra thịt trắng như tuyết, nhất thời thì trở nên được không rõ ràng. Chúng ta nguyền rủa, các ngươi chết chắc, các ngươi chết chắc. Ma Thiên Đế liều lĩnh cười to, tựa như đã là nắm vững thắng lợi. Diệp Thần khẽ cắn răng, hít sâu một hơi, điều động linh khí, cùng Thiên Quân Phong Thần Bia đồng tình, mượn Thiên Quân Phong Thần Bia linh khí, không ngừng đi hóa giải trên mình nguyền rủa hơi thở. Nhưng Ma Thiên Đế nguyền rủa, một khi triền thân, chính là đi sâu vào tim phổi da thịt, sâu tận xương tủy,
trừ phi là giết hắn, nếu không khó mà hóa giải. Coi như dựa vào thiên quân phong thần bia, cũng chỉ có thể tạm thời chậm tách ra, căn bản không có thể trừ tận gốc. Hừ, thằng nhóc, người đã chúng ta nguyền rủa, cho dù có thiên quân phong thần bia và nhâm phi phàm bảo vệ, người vậy chống đỡ không được bao lâu. Tối đa lại qua 2 ngày, người sẽ chết, ha ha. Ma thiên đế trong mắt lướt qua che lấp, hắn chỉ cần lại cùng thời gian 2 ngày, là được đại công cáo thành. Thật xin lỗi. Phú Hoàng Ngạo Tuyết bi thương thương xót nhìn Diệp Thần một mắt, là nàng hại Diệp Thần, trong lòng vô cùng áy náy. Lúc này nàng, nơi nào còn có cái gì thánh nữ đại tiểu thư hình dáng, chẳng qua là một cái phạm sai lầm cô gái thôi. Cho ta im miệng. Diệp Thần ngang Vũ Hoàng Ngạo Tuyết một mắt, cắn răng, bàn tư trước giải quyết phương pháp. Hắn muốn vận chuyển luân hồi huyết mạch, nhưng nguyền rủa triền thân dưới, huyết mạch cũng khó mà vận chuyển. Trong cơ thể hắn luân hồi mộ địa, mơ hồ truyền ra chấn động, tựa hồ có mới đại năng, sắp ra đời, nhưng bởi vì nguyền rủa hơi thở quá mãnh liệt, vị kia tân đại năng, tạm thời tới giữa, vậy không có thể thức tỉnh. Chủ nhân, chúng ta muốn chết phải không? Huyết Long trầm giọng hỏi, vậy cổ kịch liệt nguyền rủa hơi thở, thậm chí lan tràn đến Long Đằng mệnh tinh không gian bên trong, để cho nó cũng là chịu đủ khổ sở. Không, còn có cơ hội. Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, bây giờ còn có 2 ngày, sự việc có thể còn có chuyển cơ. Chỉ cần nhâm phi phạm ý chí, có thể đánh tan Hồng Quân, liền có thể tiêu diệt Ma Thiên Đế. Ma Thiên Đế vừa chết, nguyền rủa dĩ nhiên là không đánh tự thua. Nhưng ngắn ngủi 2 ngày, muốn đánh tan Hồng Quân, lại nói dễ vậy sao? Cái này cơ hội, có thể nói là mong manh rất. Thời gian vội vã, 2 ngày sắp hết. Diệp Thần đã mau không chịu nổi, nguyền rủa hơi thở triền thân dưới, hắn da thịt mất đi sáng bóng, phơi bày trắng ác sắc, cả người đều là hấp hối. Phú Hoàng Ngạo Tuyết trạng thái, muốn so với Diệp Thần khá một chút. Bởi vì Ma Thiên Đế nguyền rủa chủ yếu là nhằm vào Diệp Thần, nàng chỉ là bất hạnh bị liên lụy. Nhưng, cũng chỉ là khá một chút mà thôi. Môi của nàng, đã là một phiến xanh đen màu sắc, sợi tóc tán loạn. Ở nguyền rủa ăn mòn, nàng ý chí đã dần dần có chút bị lạc, thậm chí đem mình quần bảo vệ giải khai, lộ ra trắng như tuyết thân thể, thiếp đến Diệp Thần trên mình. Thiên quân phong thần bia ánh sáng, nóng rực tới cực điểm, bao phủ ở 2 người, vậy che đậy Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trò hề. Lúc này nhâm phi phàm cùng Hồng Quân âm thầm giao phong, đã là hoàn toàn ác liệt, nhưng vẫn không thể nào phân ra thắng bại. Nhưng mà, cho dù là có nhâm phi phàm che chở, Diệp Thần cũng không cách nào thoát khỏi nguyền rủa, chỉ có thể là từng bước lõm sâu. Cái này nguyền rủa một khi dính vào, trừ phi đem Ma Thiên Đế giết, nếu không khó mà chỉ tận gốc. Dưới mắt duy nhất phá cuộc thủ đoạn, chính là chúng ta. Song tu, cũng hoặc là nói, ta cầm ta thân thể hiến tặng cho luân hồi. Phú Hoàng Ngạo Tuyết leo đến Diệp Thần trên mình, dùng mộng nghệ bàn thanh âm rất nhỏ nói. Nàng biết nàng và Diệp Thần, đều sắp bị nguyền rủa dằn vặt chết, duy nhất phá cuộc biện pháp, chính là song tu. Chỉ cần song tu, luyện thành băng tuyết hợp hoan thần kiếm quyết, song kiếm hợp bích, thì có thể chém chết Ma Thiên Đế, giải quyết hết thảy nguy nan. Đáng chết, chẳng lẽ không có những biện pháp khác sao? Bất quá đây tựa hồ là dưới mắt duy nhất phá cuộc chi đạo. Diệp Thần biết rõ hết thảy, cũng biết đây là đường ra duy nhất, hắn suy nghĩ sâu xa hồi lâu, cuối cùng vẫn nói. Ta hết hơi. Diệp Thần đầu có chút mơ mơ màng màng, theo bản năng ôm Vũ Hoàng Ngạo Tuyết mềm mại thân thể, còn có vậy cơ hồ hoàn mỹ dáng vẻ. Nhưng, hắn nguyền rủa triền thân dưới, coi như muốn cùng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết song tu, chỉ sợ cũng không thể ra sức. Ngươi có. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trạng thái vậy rất gay gâu, hết sức yếu ớt, nàng chỉ có thể ôm Diệp Thần cổ, đem mình lạnh như băng môi, thiếp đến Diệp Thần phía trên môi. 4 môi giáp nhau, Diệp Thần tâm thần hỗn loạn liền một tí, đầu tiên là cảm thấy một hồi lạnh như băng, sau đó là đã lâu ấm áp. Hắn tinh thần, cùng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết tinh thần, vào giờ khắc này hòa vào nhau. Nguyền rủa triền thân dưới, thân thể của 2 người, cũng không có lại song tu khí lực. Nhưng tinh thần của 2 người, nhưng ở hòa vào nhau. Diệp Thần tinh thần bên trong, xuất hiện rất nhiều ảo tưởng. Hắn ảo tưởng, mình và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, buông xuống tất cả cừu hận cùng ngăn cách, nằm ở một tấm thiên nga nhung trải đan trên giường nhỏ, dung hợp hô hấp, lẫn nhau triền miên. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cũng là giống nhau ảo tưởng,
nàng nhìn thấy gió xuân hóa mưa, thấy được hoa đào bay xuống, thấy được mình cùng Diệp Thần ở trên cỏ đánh lăn, thật giống như đã không có thế tục phiền não. Hai người hôn, hôn, tinh thần hòa vào nhau, ảo tưởng dung hợp. Một phiến ngọc giản, từ Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trong cơ thể bay lên, đó là băng tuyết hợp hoàn thần kiếm quyết tu luyện ngọc giản. Cái này tu luyện ngọc giản các loại diệu pháp, từng cái ở hai người trong lòng dòng nước chảy qua. Diệp Thần thật giống như thấy được một bức bình tĩnh hình ảnh, hắn cùng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết lẫn nhau luyện kiếm, siêu nhiên thế ngoại, tựa như đã đến tinh không bờ bên kia thế giới, nơi này chỉ có vui vẻ, không có phiền não. Băng tuyết hợp hoàn thần kiếm quyết diệu pháp, hai người không ngừng lĩnh ngộ trước, từng đạo băng tuyết kiếm khí, lại là từ trong cơ thể hai người nổ bắn ra ra, đem chất cốc bọn họ nguyền rủa xiềng xích, hoàn toàn chặt đứt. Suy, băng tuyết kiếm khí ngất trời, thậm chí đột phá tầng tầng ma sương mù, đem bầu trời xé. Nguyên khối bầu trời, một bên là kim quang thác nước, đại biểu Hồng Quân lão tổ ý chí. Bên kia, là chín luân huyết nguyệt trói lọi, đại biểu Nhâm Phi Phàm ý chí. Diệp Thần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết dung hợp bộc phát ra băng tuyết kiếm khí, nhưng là rất miễn cưỡng ở kim quang này cùng huyết nguyệt khí tượng tới giữa, biến dạng ra một cái băng tuyết sông dài, nghịch trùng tiêu vũ, sáng đẹp nguy nga. Cái gì? Thấy điều này nghịch sông lên thiên khung băng tuyết sông dài, mà thiên đế sợ ngây người. Hắn ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thần, nhưng Diệp Thần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết bóng người, đều bị thiên quân phong thần bia thần quang bao phủ, hắn cái gì vậy không thấy được. Hắn chỉ cảm nhận được, vậy thần quang bên trong, truyền ra khí tức cực kỳ kinh khủng chập chờn, lại cũng không có một chút nguyền rủa tà khí, chỉ có kiếm khí bén nhọn. Ngạo Tuyết tiểu thư, tuyệt nhân cốc bên ngoài, Vũ Hoàng dã thấy vậy cái băng tuyết sông dài, nội tâm cũng là run rẩy, khó hiểu cảm thấy một cổ bi thương cùng tuyệt vọng, thật giống như tình cảm chân thành người đã bỏ hắn đi. Không có ai thấy, Diệp Thần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, còn ở hôn. Hai người chỉ là hôn cùng ôm chầm, thân xác cũng không có dung hợp, nhưng bọn họ tinh thần cùng ảo tưởng, đã dung hợp. Bọn họ tinh thần, đã song tu, trong sâu thẳm, lại là luyện thành cửa kia băng tuyết hợp hoàn thần kiếm quyết. Diệp Thần mở mắt ra, nhìn ngay tại trước mắt mình Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, nhất thời cảm thấy vô cùng ảo mộng. Cửa này song tu kiếm quyết sau khi luyện thành, trên người hắn nguyền rủa xiềng xích, đã bị chém đứt, hắn và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, cũng từ nguyền rủa trong trạng thái, giải thoát ra. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Diệp Thần nỉ non Vũ Hoàng Ngạo Tuyết tên chữ, tuyệt đối không nghĩ tới, mình lại có thể sẽ cùng người phụ nữ này, có như vậy đặc thù quan hệ. Cố nhiên thân thể không có kết hợp, nhưng tinh thần nhưng là sinh ra lần này nhân quả. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết khẽ cắn răng, sắc mặt đỏ ửng, đột nhiên đẩy ra Diệp Thần. Diệp Thần lui về phía sau hai bước, thở dài nói, thôi, chúng ta trước phá giết đi ra ngoài hãy nói. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, nhưng cũng biết hôm nay thế cục hung hiểm, không phải nháo tỉ khí thời điểm, chăn thủ nhẹ nhàng điểm một cái, vung ra trường kiếm, cùng Diệp Thần bốn mắt nhìn nhau. Hai người tầm mắt chạm nhau, đều là tâm thần rung động. Hoặc giả là tinh thần từng có hòa vào nhau, hai người trong lòng đối với đối phương cừu hận, đều là tiêu phai nhạt rất nhiều rất nhiều. Cái này băng tuyết hợp hoàn thần kiếm quyết, nghe nói sau khi luyện thành, nữ vi tôn, nam là phụ, nhưng xem Diệp Thần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết hình dáng, hiển nhiên là Diệp Thần khí thế bén nhọn hơn. Lại nghịch thiên kiếm quyết, cũng không cách nào che giấu luân hồi huyết mạch uy nghiêm. Diệp Thần hít sâu một hơi, sử dụng thiên kiếm, băng tuyết kiếm quyết diệu pháp, ở trong lòng lướt qua. Cửa này băng tuyết hợp hoàn thần kiếm quyết, do kiếm chiêu cùng tâm pháp tổ hợp mà thành. Kiếm chiêu là băng kiếm, tâm pháp là tuyết chi tâm, tên chữ cũng rất đơn giản, như võ tổ thốn kình khai thiên, đại lộ chí giản, không có nhiều ít lòe loẹt ý. Nhưng cái này đơn giản tên chữ liên hiệp, nhưng là động trời kiếm khí giết hại, song kiếm hợp bích dưới, uy lực thậm chí muốn vượt qua Diệp Thần đại mộ thần kiếm. Băng kiếm. Diệp Thần huy động luân hồi thiên kiếm, từng tia nghiêm ngặt hơi thở lạnh như băng, chính là ở trên thân kiếm dâng trào ra, ngay tức thì tạo thành một tầng thật dày băng cứng, đem cả cây kiếm cũng phúc đắp lên. Tuyết chi tâm. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết vận chuyển tâm pháp, trường kiếm bốn phía khí lưu thổi lất phất, xuất hiện một phiến phiến tuyết bay, chung quanh nhiệt độ chợt giảm xuống. Hai người bốn mắt nhìn nhau, vô cùng ăn ý, song kiếm hợp bích, chính là cuồng như vậy chém chết ra. Diệp Thần băng kiếm, vốn là cũng không có nhiều ít uy thế, nhưng ở Vũ Hoàng Ngạo Tuyết tâm pháp ra chỉ xuống,
kiếm khí nhất thời bạo tăng ngàn gấp vạn lần. Băng tuyết song kiếm hợp bích, nhất thời nổ ra ngập trời khí lạnh, ngàn băng vạn tuyết gào thét, đóng băng ngàn dặm, tuyết phiêu vạn dặm, từng cái hệ băng quy luật, như sông dài vậy bạo dũng, băng tuyết sông dài bên trong lại có cuồng long gầm thét, đặc biệt nguy nga. Hung mãnh nghiêm ngặt băng tuyết kiếm khí, chính là hung hăng hướng Ma Thiên Đế chém chết đi. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ma Thiên Đế kinh hãi thất sắc, tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, lại có thể thoát khỏi hắn nguyền rủa phong tỏa, thậm chí song kiếm hợp bích, bộc phát ra kinh khủng như vậy băng tuyết kiếm uy. Hai người song kiếm hợp bích, cũng là kinh động Hồng Quân Lão Tổ và Nhâm Phi Phàm. Hồng Quân Lão Tổ ý chí hỗn loạn, lập tức bị Nhâm Phi Phàm áp chế. Bầu trời chín luân huyết nguyệt, đồng loạt ông minh, huyết nguyệt trói lọi chiếm đoạt bên kia màn trời, đem vậy thác nước vậy kim quang, một phiến phiến chiếm đoạt đi. Hư không chỗ sâu, tựa như truyền đến một tiếng già nua thở dài. Hồng Quân Lão Tổ nhận thua. Tất cả kim quang thác nước khí tượng, hoàn toàn bị huyết nguyệt chiếm đoạt. Bầu trời bên trong, lại nhiều hơn một vòng huyết nguyệt, biến thành 10 luân. Một cái băng tuyết sông dài, như sao sông vậy sáng chói, ngang qua bầu trời, hiển hiện ra vô cùng vĩ đại cảnh tượng. Luân hồi chi chủ, tha mạng. Ma Thiên Đế hoàn toàn hoảng hồn, hắn cảm thấy trên mình ban phúc lực lượng, bỗng nhiên đoạn tuyệt, cũng biết Hồng Quân Lão Tổ đã nhận thua, cũng đem hắn buông tha. Đối mặt Diệp Thần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết song kiếm hợp bích, hắn đạo tâm dao động, đã không thể giữ thần linh khí phách, mặt như màu đất, mở miệng cầu xin tha thứ. Ha ha, người trước mặt không phải rất phách lối sao? Muốn để cho ta tha ngươi? Nằm mơ đi. Diệp Thần hừ một tiếng, không nhúc nhích chút nào, băng tuyết kiếm khí như cũ hung mãnh, chém thẳng Ma Thiên Đế. Ma Thiên Đế liên tiếp lui về phía sau, lại thất thanh thét to, người dám giết ta, người sẽ gặp ta nguyền rủa thần cách cắn trả. Người muốn nhận lấy ta hài cốt, chỉ có một con đường chết. Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, nói nhảm lại nhiều, cũng chỉ có chết. Tiếng nói rơi xuống, hắn kiếm khí bỗng nhiên bạo tăng, đóng băng ngàn vạn dặm. Cuồng bạo băng tuyết kiếm khí, bỗng nhiên xông lên tập kích đến Ma Thiên Đế trên mình. Ma Thiên Đế tàn hồn thân thể, ngay tức thì bị đóng băng, sau đó rắc rắc một tiếng, vỡ vụn thành thiên vạn điểm băng vụn, tại chỗ bạo diệt chết đi. Hắn hài cốt, cũng bị băng tuyết phong tỏa, một phiến xâm nghiêm. Toàn bộ tuyệt nhân cốc, đã hóa thành thế giới tuyết phủ trắng xóa, băng thiên tuyết địa thế giới. Thiên quân phong thần bia một tiếng ông minh, bay trở về Diệp Thần trong cơ thể. Phía trên Nhâm Phi Phàm tên chữ, vậy khôi phục bình thường ánh sáng. Kết thúc chiến đấu. Nhâm tiền bối. Diệp Thần buồn bã mất mát, biết cuộc chiến đấu này, bỏ ra nhiều nhất người, nhưng thật ra là Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm cùng Hồng Quân Lão Tổ giao phong, kéo dài ước chừng 5 ngày, cái này 5 ngày thời gian, hắn ý chí lực tính, chưa từng gián đoạn, trời mới biết cần phải bỏ ra biết bao to lớn giá phải trả. Ta nghe nói Nhâm Phi Phàm không chỉ là ngươi hộ đạo giả, còn khả năng là một cái tuấn đạo giả. Ta nghĩ, hắn có thể đã tuấn đạo, coi như không chết, hẳn cũng không xê xích gì nhiều chứ. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thu hồi trường kiếm, ngắm Diệp Thần một mắt, nói. Cho ta im miệng. Diệp Thần hung hăng trợn mắt nhìn nàng một mắt, nói. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nhất thời yên lặng, lại lộ ra một chút biểu tình ủy khuất. Nàng tâm tình hết sức phức tạp. Không nghĩ tới mình cùng Diệp Thần, lại có thể thật song tu, mặc dù chỉ là tinh thần, nhưng dẫu sao vậy thuận lợi luyện thành vậy song tu kiếm pháp. Nhưng, cưỡng bức thực tế, cưỡng bức vạn khư cùng luân hồi hai đại trận doanh tranh đấu, nàng là không thể nào cùng Diệp Thần ở cùng chung. Mới vừa nàng nói tới Nhâm Phi Phàm, thật ra thì chỉ là Diệp Thần lo nghĩ, nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ có chút tự mình đa tình. Thật xin lỗi. Diệp Thần nhìn Vũ Hoàng Ngạo Tuyết vậy biểu tình ủy khuất, than thở một tiếng, hướng nàng nói xin lỗi. Bất kể như thế nào, lần này có thể chém chết Ma Thiên Đế, cũng phải nhờ có Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Một hồi loạt tiếng bước chân, từ bên ngoài sơn cốc truyền tới. Phù Đồ Huyền, Thuẫn Thiên Sơn, Tiểu Vũ, Vũ Hoàng Giã các người, cũng xông vào thung lũng bên trong. Khi bọn hắn thấy, Ma Thiên Đế đã chết, Diệp Thần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, là người thắng sau cùng, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ngạo Tuyết tiểu thư, sư phụ, các ngươi. Vũ Hoàng Giã đứng dậy, cả người run run dữ dội hơn, gương mặt vặn vẹo. Hắn nhìn Diệp Thần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết,
liền cảm thấy hai người hơi thở, đặc biệt thân mật, hiển nhiên là từng có da thịt gần gũi. Vậy băng tuyết hợp hoàn thần kiếm quyết khí tượng, song kiếm hợp bích khí tượng, giờ phút này như cũng ngang qua bầu trời, đặc biệt rực rỡ tươi đẹp. Này, người chớ suy nghĩ lung tung, ta và hắn là trong sạch. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết ngang Vũ Hoàng Giã một mắt, khẽ cắn môi dưới, lại săn tay áo lên, muốn lộ ra thủ cung xa, từ chứng trong sạch. Nàng tuy cùng Diệp Thần tinh thần hòa vào nhau, nhưng thân xác trong sạch còn ở. Nhưng mà, tay nàng cánh tay, nhưng là hạo trắng như sương tuyết, căn bản không có cái gì thủ cung xa dấu vết. Ai yêu? Thấy vậy, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết kêu lên một tiếng, gò má một đỏ, không nghĩ tới mình cùng Diệp Thần tinh thần hòa vào nhau, lại có thể vậy để cho thủ cung xa mất đi. Vũ Hoàng Giã thấy nàng trắng như tuyết cổ tay, khóe miệng lộ ra một cái khổ sở độ cong, lại là vui vẻ cười to, xoay người đi. Ngạo Tuyết tiểu thư, ngươi và Luân Hồi chi chủ song kiếm hợp bích, đây nếu là bị cổ thần bệ hạ biết, nên làm thế nào cho phải à? Phù Đồ Huyền nhìn Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, thống hận than thở, vung tay lên, vậy mang người thủ hạ xoay người đi. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cùng Diệp Thần đứng chung một chỗ, một cái tươi đẹp xuất trần, một cái tư thế oai hùng hùng vĩ, đúng như trời đất tạo nên một đôi bích nhân. Tiểu Vũ cười đùa nói, đại ca ca, ngươi và tỷ tỷ này tốt xứng đôi à, chúc mừng các ngươi hóa địch thành bạn rồi. Thuẫn Thiên Sơn chắp tay nói, chúc mừng Luân Hồi chi chủ, 7 ngày đã qua, ngươi đã thông qua băng thần thiên tôn khảo nghiệm. Vừa nói nhìn Tiểu Vũ một mắt, trong đầu nghĩ, nữ hoàng bệ hạ vì sao còn không hiển lộ chân thân. Diệp Thần nghe mình thông qua khảo nghiệm, trong bụng cũng là vui mừng, nhưng bỗng nhiên trong lòng rét một cái, nghĩ ngợi. Ta giết ma thiên đế, cuối cùng cũng là băng thần thiên tôn thanh trừ một viên ung thư, xem ra ta cuối cùng, vẫn là thành nàng con cờ, bị nàng lợi dùng đến. Nghĩ tới đây, Diệp Thần cười khổ một tí. Hồi tưởng lại cái này 7 ngày trắc trở, hắn phỏng đoán liền băng thần thiên tôn mình, chỉ sợ cũng sẽ không ngờ tới, bàn cờ này, sẽ phát triển đến tình cảnh này. Bất quá, bất kể như thế nào, có thể chém chết ma thiên đế, thậm chí có thể chuẩn bị thu lấy đối phương hài cốt, Diệp Thần cũng là tương đối hài lòng. Không có ma thiên đế, sau này cái này phiến vận mệnh thiên địa, địa mạch ung thư coi như là thanh trừ, sau lưng vận mệnh quy luật, sẽ không lại bị ma khí xâm nhiễu. Lúc này, một hồi đáp đáp tiếng vó ngựa, từ đàng xa chậm rãi truyền tới. Chỉ gặp một cô gái, người mặc khinh bạc quần áo, xích hai chân. Cưỡi một đầu trắng lộc, từ phương xa trong rừng cây chậm rãi đi tới. Nàng tướng mạo thanh thuần vui vẻ, dáng vẻ uyển chuyển, tư thái ưu nhã, như đồng thoại bên trong đi ra tiên tử, cưỡi lộc mộc phong tới, tốc độ nhìn như rất chậm, nhưng trong thoáng qua sẽ đến trước mặt mọi người. Nàng chính là băng thần thiên tôn. Băng, băng chi nữ hoàng. Thuẫn Thiên Sơn sợ ngây người, nhìn xem băng thần thiên tôn, lại nhìn xem Tiểu Vũ. Tiểu Vũ xem hình dáng. Cùng băng thần thiên tôn giống nhau như đúc, nhưng muốn trẻ tuổi hơn non nớt một ít, thật giống như chính là thanh thông thời điểm băng thần thiên tôn. Ngươi là... Tiểu Vũ thấy băng thần thiên tôn, cũng là lớn kinh, cả người như bị sét đánh vậy, rất nhiều ngày cơ hội nhân quả dâng trào tới, để cho đầu nàng phát đau. Băng thần thiên tôn khẽ mỉm cười, mắt nhìn Tiểu Vũ, nói Tiểu Vũ, đừng sợ, thật ra thì ngươi là ta một giọt tâm huyết biến thành, là đi qua ta là ngươi tương lai. Tiểu Vũ một mặt kinh ngạc, nghe lời này, hồn nhiên không biết làm sao. Thuẫn Thiên Sơn ánh mắt chấn động, nhất thời mơ hồ rõ ràng liền cái gì. Các ngươi lui ra đi. Băng thần Thiên Tôn khẽ mỉm cười, hướng Thuẫn Thiên Sơn các người nói. Ừ, Thuẫn Thiên Sơn không dám chống lại, vội vàng mang Thuẫn Tông dưới quyền, toàn bộ rời đi. Rất nhanh, trong sân chỉ còn lại băng thần Thiên Tôn Vũ Lăng Hoa, Tiểu Vũ, còn có Diệp Thần. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết 4 người. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết đối với tương lai thân, đi qua người sự việc, đã nghe qua rất nhiều, bây giờ nghe băng thần thiên tôn điểm phá, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, liền hướng băng thần thiên tôn quỳ xuống, cung kính kêu lên. Đệ tử bái kiến sư tôn. Băng thần thiên tôn cười nói, không cần đa lễ, đứng lên đi, ngươi có thể cùng Diệp Thần song tu, thật là làm người ta hâm mộ sao. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết gò má đỏ lên, 10 phần xấu hổ. Không lời chống đỡ. Diệp Thần ho khan 2 tiếng, mới vừa muốn nói chuyện, Tiểu Vũ chạy tới kéo hắn, khủng hoảng hỏi. Đại ca ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần im lặng, sờ một cái Tiểu Vũ tóc,
lắc đầu hướng băng thần thiên tôn nói, Lăng Hoa cô nương, người thật sự định chặt đứt đi qua sao? Phú Hoàng Ngạo Tuyết nghe được Diệp Thần không ngừng kêu nàng sư tôn tên chữ, rất kinh hãi, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút Diệp Thần thân phận, cũng bình thường lại. Lấy luân hồi chi chủ thân phận, Diệp Thần có tư cách không ngừng kêu bất kỳ một người nào thần linh tên thật. Băng thần thiên tôn cười nói, không, ta không có chặt đứt đi qua ý, ta cắt lấy ta đi qua thân, phong ấn ở tuyệt nhân cốc, nhưng thật ra là thả nuôi. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói thả nuôi. Có ý gì? Băng thần thiên tôn cười nói, chính là để cho tiểu vũ linh khí, cùng vận mệnh thiên địa địa mạch hơi thở, hoàn toàn dung hợp, sau đó, nàng liền có thể và ta song tu. Diệp Thần ngạc nhiên, song tu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 445.